Cách đây vài ngày khi mà thường làm cái video liên quan tới các cá voi BTC đang làm gì thì có rất nhiều bạn hỏi về tài liệu tương tự liên quan tới đồng Ethereum và quan trọng hơn là có rất nhiều bạn muốn biết là hiện bây giờ các ví của ICO như thế nào và đây là đề tài mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Trước hết thì những cái link ở trong cái video này thì sẽ được để ở phần bên dưới cho các bạn Trên màn hình của các bạn hiện tại đó chính là trang web sentiment.net Và cái biểu đồ mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là cái biểu đồ mà bao nhiêu đồng Ethereum đã được sử dụng từ các ví của ICO từ tháng 2 năm 2017 cho tới thời điểm hiện tại Trước hết là thường dùng của từ sử dụng thì tại sao? Tại vì các bạn cũng nên biết là chúng ta có thể thấy được cái số lượng Ethereum này di chuyển qua một cái ví khác nhưng đó cũng không có nghĩa là bị bán đi nhưng mà chúng ta có thể đi theo những cái ví này và nhiều người chứng minh được là những cái ví mà được di chuyển tới đó chính những cái ví của các sàn và thông thường thì chúng ta thấy là các ico di chuyển đồng ethereum chủ yếu là để bán tại vì bạn cũng nên biết là cái đội phát triển một cái ico một dự án nào đó thì cái đội đó vẫn phải được trả lương cái đội đó vẫn phải trả mặt bằng vẫn phải trả tiền điện nước, vẫn có chi tiêu hàng tháng Cho nên việc mà một dự án kêu gọi Ethereum trong khi mà ICO sau đó bán đi đồng Ethereum là một điều rất bình thường Cái đường màu xanh lá cây các bạn thấy trên màn hình đó chính là giá của Ethereum thời điểm đó là bao nhiêu Và những cái thanh màu xám ở phía dưới này các bạn thấy đó chính là khối lượng giao dịch của Ethereum Và bây giờ chúng ta hãy bấm vào cái nút màu đỏ này Đó chính là cho các bạn thấy được là bao nhiêu đồng Ethereum đã bán trong thời điểm nào từ các ví của các ICO và các bạn thấy là thời điểm mà nhiều ICO bị bán nhất đó chính là hồi tháng 6 năm 2017 từ các ví của ICO thì mình thấy là trong tháng đó đã bị bán đi 251.000 đồng Ethereum tổng cộng và kế đó các bạn thấy được là có một số đợt bán lớn kế tiếp nhưng mà không nhiều như là cái đợt hồi tháng 6 năm 2017 và các bạn thấy là cái đường màu xanh lá cây này cho chúng ta thấy được là cái giá trị của Ethereum đã tăng rất nhiều và lên tới cái đỉnh cao nhất dựa theo biểu đồ này là khoảng 1.356 đô và ngay sau đó các bạn thấy là đã từ từ đi xuống cho tới cái mức hiện tại Giá trị hiện tại của Ethereum bây giờ là khoảng 122 đô Thì các bạn thấy được là giá trị khi mà lên cao thì không có nhiều người bán Ethereum ở thời điểm đó Ngay cả khi mà giá bắt đầu đi xuống các bạn thấy là đầu năm 2018 thì các dự án cũng không bán nhiều đồng Ethereum Cho thấy là nhiều dự án vẫn tiếp tục chống cự và hy vọng là mùa đông crypto sẽ trôi đi qua nhanh trong năm 2018 và cuối cùng các bạn thấy được là mùa đông crypto đã kéo dài cho tới thời điểm hiện tại và các bạn thấy được là cuối năm 2018 bắt đầu là từ tháng 9 trong tháng này đã có số lượng lớn đồng tiền bị bán đi từ các ví của ICO thì một trong những điều mà chúng ta đã nói tới là thời điểm cuối năm 2018 đó chính là thời điểm mà nhiều ICO bị rất nhiều vấn đề liên quan tới tài chính cho nên đây là thời điểm mà nhiều đồng tiền tiêu bị bán đi để mà lấy vốn, để mà trả nhân viên hay là trả tiền mặt bằng hay là chi tiêu hàng tháng là một điều thường cảm thấy cũng rất bình thường. Và các bạn thấy được là cuối năm 2018, hồi tháng 12, là lúc mà đồng mười tiêu bán đi rất nhiều, lúc đó là khoảng 155.000 đồng mười tiêu đã bị bán đi và số lương này đã bị bán đi cuối tháng 11 năm 2018 Điều này cho các bạn thấy được là có rất nhiều dự án đã cố gắng cầm cự nhưng mà cho tới cuối cùng cuối năm 2018 họ cũng đã không cầm cự được nữa và bắt buộc là phải bán đi đồng mười với cái giá rẻ và một số dự án này hoàn toàn có thể là bán cái giá cao hơn lúc mà các bạn thấy là đầu năm 2018 hay là cuối năm 2017 nhưng mà có rất nhiều dự án thường nghĩ là nếu như mà mình kêu gọi được 20 triệu Lúc đó đồng Ethereum chỉ có là 200 đô Và tới lúc mà đồng Ethereum lên tới 1.000 đô Thì cái số lượng 20 triệu mà chúng ta kêu gọi được Có thể lên tới cái mức là 100 triệu Cho nên nhiều dự án ICO nghĩ là Ethereum cứ tiếp tục tăng giá và không bán Nhưng mà cuối cùng họ đã đón sai Và giá trị các bạn thấy là đi xuống tới mức hiện tại Và nói một cách khác hơn là cái lúc mà nên bán thì nhiều ICO không bán Giống như là họ đang cờ bạc với cái số vốn mà họ gom được Và cuối cùng thì những cái dự án mà có cơ hội bán giá cao mà không bán đã bị lộ rất nhiều và đây thường nghĩ cũng là một trong những lý do mà chúng ta thấy là có rất nhiều những dự án đóng cửa trong thời gian gần đây tại vì không cần vốn nhưng mà thường nghĩ một số dự án này nếu như mà bán lúc cần thiết chứ không có phải là dùng cái số tiền đó để mà cờ bạc với giá trị thị trường thì những dự án này hoàn toàn có cơ hội để mà tiếp tục sống sót cho tới bây giờ đó là một điều đáng tiếc và đây là tài liệu chung của rất nhiều ico chúng ta hãy nhìn tới một số tài liệu liên quan tới một số ico chi tiết hơn khi mà các bạn nhìn vào tài liệu này thì từ trái qua phải các bạn sẽ thấy là đầu tiên chính là cái tên của dự án đó như là hobby Token hay là Bankera hay là Bancor kế đó các bạn thấy là bao nhiêu đồng Ethereum đã được kêu gọi trong lúc mà ICO tính theo giá trị đô la như là các bạn thấy là Bancor kêu gọi được 135 triệu Bankera kêu gọi được 150 triệu kế đó các bạn thấy là cái hàng này là trong vòng 30 ngày vừa qua là bao nhiêu đồng Ethereum đã được di chuyển hay là sử dụng hay là bán đi và cuối cùng là bao nhiêu đồng Ethereum còn lại trong cái ví này và tùy theo dự án các bạn thấy được là có một số dự án chúng ta không biết được cái ví chính thức là ví nào hoặc là các bạn thấy một số dự án có một ví như là status hay là một số dự án khác như là Bancor có tới 4 ví và đây là những ví mà được công khai đương nhiên là một dự án hoàn toàn có thể có những cái ví ngầm chúng ta không biết được nhưng mà hiện bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa theo tài liệu này và những dự án mà các bạn thấy được là không có cái số ví hay là cái địa chỉ ví thì tại vì các bạn thấy là không còn bất cứ đồng nào ở trong cái ví này thì nhìn vào các bạn thấy được là tính theo cái số lượng tiền mà thu nhập trong ICO thì đứng đầu là dự án TATATOO kêu gọi được 535 triệu đô la Cái đó là Huobi Token Token của sang Huobi kêu gọi được là 300 triệu đô la Thì câu hỏi đầu tiên các bạn phải hỏi là tại sao không thấy những dự án như là EOS Các bạn biết là từ trước tới giờ EOS là dự án kêu gọi được nhiều vốn nhất Tổng cộng là khoảng 4 tỷ đô la Như vậy thì tại sao lại không có mặt ở trong những dự án mà kêu gọi được nhiều vốn nhất Dựa theo trang web này Lý do rất đơn giản tại vì đối với dự án EOS Lý do thì rất đơn giản tại vì dựa theo dự án EOS thì cách đây vài tháng họ đã hoàn toàn bán hết tất cả đồng Ethereum cho nên sẽ không có mặt ở trong danh sách này. Nếu như các bạn muốn biết được là trong vòng 30 ngày vừa qua dự án nào bán nhiều đồng Ethereum nhất thì các bạn bấm vào cái khung thứ nhì này Ethereum Spend 30 ngày thì các bạn thấy được là dự án Friends đã bán đi hay là di chuyển đi 40.000 đồng Ethereum tổng cộng và bây giờ chỉ còn lại là 4,5 nghìn đồng Ethereum trong dự án này. Trước đó các bạn thấy là Singular DTV bán đi 24,72 nghìn đồng Ethereum và còn lại số lượng khá nhiều tới 150 nghìn đồng Ethereum còn lại. Khi đó các bạn thấy là dự án Basic Attention Token, đồng BAT mà chúng ta biết tới, thì các bạn thấy được là trong vòng 30 ngày vừa qua đã bán đi 16 nghìn đồng Ethereum chỉ còn lại có 348 đồng Ethereum tổng cộng. Thì các bạn có thể là đi theo danh sách này để mà tìm hiểu thêm rất nhiều dự án. Giả sử như các bạn muốn biết được là dự án Kyber Network thì hiện bây giờ còn bao nhiêu đồng Ethereum? Thì cách dễ nhất là các bạn có thể tìm kiếm theo tên Khi mà các bạn bấm vào Asset Thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ dựa theo từ A tới Z Thì các bạn thì có thể thấy được là chúng ta có thể nhìn vào 100 dự án một lần Thì khi mà chúng ta nhìn vào các bạn thấy được là Caliber Network Là sẽ nằm ở trang thứ năm Chúng ta có thể tìm kiếm bên Network trên trang thứ năm này Các bạn thấy được là kêu gọi được vốn trước đây là 50 triệu đô la trong vòng 30 ngày vừa qua đã bán đi 4.000 đồng Ethereum và hiện bây giờ vẫn còn khá nhiều, còn tới 20.000 đồng Ethereum ở trong nhân khố. Thì tương tự các bạn có thể tìm được những tài liệu như vậy đối với những dự án mà các bạn có hứng thú. Và một lần nữa cái link này sẽ để ở phía dưới video. Thì cũng tương tự như là Bitcoin thì Etherscan cũng đưa ra một bản thống kê cho các bạn thấy được là những cái ví nào lưu trữ nhiều đồng Ethereum nhất. Và cái link này thì cũng sẽ để ở phía dưới video này Đi như mà nào mà có hứng thú tìm hiểu thêm Thì có thể là đi theo cái link đó Các bạn thấy được là tài liệu này Trước hết các bạn cần nên biết là một người có thể sở hữu nhiều ví và một ví có thể là có nhiều chủ. Thì một thí dụ mà chúng ta thường hay nói tới là những cái ví liên quan tới các sàn giao dịch. Thì cái ví đó tuy là lưu trữ rất nhiều đồng Ethereum nhưng mà cái số lượng Ethereum đó là phần đông là do khách hàng đưa vào chứ không phải là của sàn. Các bạn thấy là những cái ví trong top 100 này phần đông là thuộc vào những dự án hay là những sàn giao dịch. Giả sử như các bạn thấy là cái ví đứng thứ nhì trong cái ví này có gần như là 2 triệu đồng Ethereum tổng cộng Có nghĩa là lưu trữ 1,8% của tất cả đồng Ethereum trên thị trường hiện tại Vì nhưng mà cái ví này là thuộc sở hữu của sàn Bitfinex Khi đó các bạn thấy là cái ví thứ tư là theo ghi chú là sở hữu của sàn Binance khoảng 1,2 triệu Và có tổng cộng là khoảng 1,2 triệu đồng Ethereum tương đương với 1,15% của tất cả Ethereum hiện tại Và cũng tương tự các bạn thấy là một sàn có rất nhiều ví như là Binance có thể có rất nhiều ví Huobi Cracking. và các bạn thấy cái số đứng sau lưng cái tên sàn thì có nghĩa là sàn này ít nhất là có 5 ví chúng ta biết tới nhưng mà những ví kia còn tiền hay không thì điều này chúng ta không biết và khi mà chúng ta tiếp tục nhìn thì các bạn thấy là chúng ta có một số dự án như là down Golem, Polkadot. thì đây là những cái ví mà thuộc quyền sở hữu của những cái dự án này nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn làm một điều tương tự muốn biết là những cá voi của Ethereum hiện bây giờ đang làm những gì thì thực sự rất khó khăn Tại sao? Tại vì khác với lại Bitcoin Ethereum có token Ethereum được nhiều người sử dụng trong rất nhiều trường hợp Như là sử dụng để mà trả phí gas Và có rất nhiều công ty cần phải lưu trữ đồng Ethereum Vì họ đang làm một cái dự án nào đó Họ đang gây dựng một cái ứng dụng phi tập trung gì đó Cho nên muốn biết được cái ví nào là của cá voi thì rất khó Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào thì không những là trong thứ 100 này Khi mà các bạn nhìn vào top 200 Chúng ta thấy là phần đông cũng là những cái ví của những cái dự án Như là các bạn thấy trên màn hình và ngay cả khi mà chúng ta đi vào trong cái top 1.000 này Các bạn cũng tiếp tục thấy là đây là những cái ví không phải là của những cá nhân Vì lý do đó nếu như chúng ta muốn làm cái việc tương tự Coi coi những cá voi trong thời gian gần đây làm những gì Rất khó khăn ở trên mạng lưới của Ethereum Muốn biết được những cá voi đang làm gì thì ngoại trừ là các bạn biết được cái số ví chi tiết Nhưng mà đáng tiếc là trên mạng thường không kiếm có tài liệu những cái ví này nhưng mà công ty Dyer, chúng ta cũng đã từng nói tới công ty Dyer là một công ty mà đưa những cái thống kê rất chi tiết về thị trường crypto này. hồi tháng 12 năm 2018 có nghĩa là cái t khoảng chừng một tháng đã đưa ra một bản thống kê cho chúng thấy được là cái số lượng Ethereum trong các ví của cá voi đã tăng lên rất nhiều trong vòng một năm vừa qua. các bạn thấy là bắt đầu từ năm 2018 cái số lượng Ethereum mà tất cả cá voi lưu trữ dựa theo công ty Dyer là khoảng 13,3 triệu đồng Ethereum nhưng mà tới, cuối năm các bạn thấy được đã tăng lên cái mức là tháng 11 Tăng lên cái mức là 20 triệu đồng Ethereum Có nghĩa là những cá voi đã gom thêm khoảng 25% trong vòng một năm vừa qua Đối với Thuận thì Thuận tin là trong vòng một năm vừa qua Nhất là khi mà giá cả Ethereum đi xuống quá nhiều thì cái số lượng Ethereum mà được thu mua từ những cá voi là rất nhiều các bạn có tin điều này hay là không thì các bạn hãy comment ở phía dưới mà một điều mà chúng ta phải nói tới là sự ảnh hưởng của những điều này đối với giá cả thì sự ảnh hưởng là cũng khá lớn nếu như các bạn nhìn vào nếu như sự thật là có rất nhiều người mà lưu trữ rất nhiều tiền mua lại rất nhiều đồng Ethereum thì đương nhiên là họ nghĩ là giá trị Ethereum bây giờ là quá rẻ so với giá thực sự thứ gì nữa là các bạn cần nên biết là cái giá của Ethereum thực sự là gặp rất nhiều khó khăn tại vì chúng ta thấy là hiện bây giờ vẫn còn khá nhiều những dự án trong tay cũng còn rất nhiều đồng ethereum mà chưa bán đi và cái điều mà khó khăn ở đây là nếu như mà giá cả tiếp tục đi xuống thì những dự án này lại buộc phải bán thêm nhiều đồng ethereum để mà lấy lại cùng một cái số tiền đó để mà trả tiền nhân viên hay là trả tiền mặt bằng hay là trả các chi phí cho mình thấy là nếu như giá cả lên cao thì họ có thể bán đồng ethereum được cái giá cao cho nên chỉ cần bán ít đồng ethereum để được cùng một số tiền đó nhưng mà khi mà giá đi xuống thì lại phải bán thêm nhiều đồng ethereum để có được cùng một cái số tiền đó, nhưng mà các dự án càng bán nhiều thì giá lại càng đi xuống nhiều. Cho nên các bạn thấy được đây là cái sự khó khăn mà Ethereum phải đối đầu ở thời điểm hiện tại. Đây như là một cái đám mây đen ở trên đầu của Ethereum mà cho tới khi nào mà cái đám mây này tan ra hết, lúc đó chúng ta mới có được cơ hội để cho đồng Ethereum đột phá được đỉnh cao mới. Như đây cho tới khi nào mà chúng ta thấy cái số lượng Ethereum trong các ICO càng ngày càng thấp đi xuống đến cái mức thấp nhất hoặc là không còn nữa lúc đó thì đồng Ethereum giá trị mới có khả năng lên cao tại vì bây giờ tôi nghĩ là mỗi lần mà Ethereum lên cao thì các dự án lại lần lượt lợi dụng thời cơ đó để mà bán đi đồng Ethereum tại vì họ sợ là không còn vốn nhưng mà các bạn thấy là trong vòng mấy tháng vừa qua hầu như ICO đã từ từ giảm rất nhiều cho nên không nghĩ là cái sự tương tự sẽ xảy ra sau này thì đây là tất cả những tài liệu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. tạm biệt các bạn. cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với thuận capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link kiến thức sẽ nằm ở phía dưới của video này. tạm biệt các bạn.